lẹ, sửa lẹ. Ok, bắt đầu. Bữa nay Bảo sẽ trả lời câu hỏi của mấy người bạn trên mạng. Ok, basically I said chào các bạn, thứ ba này Bảo có stream hỏi I don't know that word. Hỏi đập đập beat them. I am going to đập chat. Bữa nay Bảo sẽ đập chat. What? I'm so good at Vietnamese. Anyway, tại vì Bảo không có biết nhiều từ tiếng Việt. Maybe Bảo không có biết từ đó. Vậy Bảo chỉ guess thôi. Có hiểu không? I don't know, Bảo cũng hiểu nữa. Ok, alright. 1, 2, 3. Yo. Yes, I have. Hồi xưa Bảo về Việt Nam để thăm gia đình. Lúc mà Bảo còn nhỏ xíu, 10 tuổi. Mà lúc đó Bảo về Việt Nam để đi đám cưới của gia đình. Vui lắm. Lúc đó Bảo, lần đầu tiên Bảo mặc áo dài. Bảo còn nhớ cái áo dài màu hồng tươi. Bảo khoái bài hát của Minh. Yeah, I like Minh. Bài hát này quên tên rồi. Có con mèo. Bài hát mà có con mèo. Oh yeah, cứ đâm đầu. Yeah, yêu cứ đâm đầu. I love that song so much. Bảo khoái bài hát này lắm. Cái này ngày này rất là vui. Lúc mà mình stream á, mình cũng đi làm. Lúc mà mình không có stream á, mình phải tiếp tục đi làm. Có hiểu không? Bởi vì ngày này khó lắm. Mà ngày này cũng làm Bảo love life. I love life because of this job. Bảo thức dậy, Bảo đi làm, Bảo ngủ, Bảo đi làm, Bảo đi làm, Bảo cũng đi làm. Cái ngày này là gì đó. Bởi vì Bảo ngưng lại không được. Excuse me. Bảo học tiếng Việt lâu chưa? À, học từ ai? Yêu Bảo nhiều. Mong Bảo. Mong Bảo sẽ tiếp tục học tiếp tiếng Việt. I don't know what is this word. Bao ass. Let's see. Mày nhỏ, ba mẹ muốn Bảo để học tiếng Anh mà để học giỏi á. Nhưng mà ba mẹ của Bảo muốn Bảo đừng quên tiếng Việt á. Vậy mỗi lần Bảo về nhà, Bảo chỉ nên nói chuyện trong tiếng Việt thôi. Bảo mà nói tiếng Anh là Bảo bị quánh liền. Bởi vì Bảo mới nhớ tiếng Việt. Mà lớn hơn á, ba mẹ của Bảo không rành tiếng Việt. Mà Bảo rành. Oh no, mẹ của Bảo không rành tiếng Anh mà Bảo rành tiếng Anh. Vậy mỗi lần ba mẹ cần đi bác sĩ mà ba của Bảo đi theo không được á, Bảo phải đi theo để thông dịch cho ba mẹ. Bởi vì Bảo mới hiểu tiếng Việt tí xíu. RIP. Cuộc sống của Bảo trước khi ra sao và tại sao Bảo lại định làm VTuber? What was my life before? Hồi xưa trước khi Bảo là VTuber, Bảo chỉ chỉ hát trên mạng thôi. Bạn có biết cái tên Hikaru Station? Hikaru Station. Bảo là utaite. Utaite là ca sĩ mà hát bài hát mà người khác làm. Phải không? Cover artist. Cái tên này là tên Bảo xài hồi xưa. Mấy bài hát này Bảo hát
đăng lên mạng. Nghĩ đó, ngày xưa là nghĩ á, mà lúc đó Bảo cũng đi làm, Bảo cũng đi học, vậy Bảo không có nhạc nhiều. Bảo làm nghề này khoảng 5 năm. Oh, what hairstyle is Bảo wearing? Bảo ở tóc của Bảo để ok để coi hình nha, để tìm hình trên mạng. Tóc của Bảo nhìn giống hình vậy nè. Bảo nè, giống không? Nè, để coi. Đây nè, nhìn kỹ nha. Ôi trời ơi. Wow, mặc y chang. Thiệt á. Wow. Đó, đẹp không? Modern. Wow, Air Force 1. What? So good. Wow. Thank you. Bảo không sợ. Bảo không bao giờ sợ.